Như bao video gần đây thì mình đã có một đường link donate và một cái tài khoản ngân hàng để cho bạn nào thấy rằng là kênh của mình hay và các bạn muốn giúp đỡ mình về khoản kinh phí để mua thêm nhiều nước hoa hơn để review, thì các bạn có thể donate theo đường link ở phía dưới phần mô tả và số tài khoản ở đấy nhá. Xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review các bạn một chiếc nước hoa rất là rẻ và có thể nói là mùi hương của nó khá là ngon. Chiếc nước hoa này thì nó đã tồn tại trên tủ nước hoa của mình khoảng tầm 3 đến 4 năm rồi. Ngày xưa thì em này là mình được tặng, và chai nước hoa này thì nó được mọi người gọi với tên là Đại Bàng Đen. Cái tên của nó thì tại vì nó là tiếng kiểu Ả Rập ấy nên là nó hơi khó đọc, nên là mình sẽ để tên ở dưới đây hoặc là mình sẽ để tên dưới phần tiêu đề. Và đây là một chai nước hoa đến từ nhà Dubai, và chúng ta hãy cùng xem là liệu nó có ngon hay không, nó có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua hay không nha. Như bao video thì chúng ta cùng nhau đến với phần ngoại hình của chai nước hoa này. Thì được cái là nhà nước hoa đến từ Trung Đông hay là Dubai bụng mọi thứ, thì họ làm cái chai rất là sặc sỡ, kiểu rất là quý tộc. Đây là chai nước hoa, nó có thiết kế hình con chim đại bàng và nó có màu đen. Đấy, anh em hãy nhìn thấy đó. Cái chai này thì mình bị vỡ ở đây rồi, chiếc bị rơi, nhưng mà không sao cả. Còn cái phần nắp đây các bạn hãy nhìn thấy này, phần nắp của chai nước hoa, nắp này cầm khá là nặng nhá. Và đây là cái màu vàng người ta không biết là người ta mạ là bằng gì, nhưng mà mình để 4 năm rồi mà màu sắc của nó vẫn khá là ok, tuy nó không còn bóng nữa thôi. Và cái phần nắp này thì cái lúc mà mình chưa vỡ ấy, thì mình đậy nó khá là chặt, nhưng bây giờ kiểu bị lỏng ấy. Và cái phần vòi này để lâu lâu thì nó cũng bị kiểu bị hoen gì rồi. Nhưng mà về cái phần, kể cả về cái phần vòi xịt này, nó rất là ok, cái bước phun xương nó rất là ổn. Nên là về cái phần ngoại hình của chai nước hoa này thì mình đánh giá nó rất là ok. Uầy, để đây xịt phát thôi, ngửi luôn. Ngay khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì bạn nhận thấy một cái mùi thơm của citrus, gồm cam trước, chanh trước. Và cái mùi hương này nó có cảm giác mình rất là quen, cái vị chua ở đây nó đến rất là quen, như kiểu từ dứa. Dứa ở đây thì mình nghĩ là cái vị chua nó được kết hợp thêm từ chanh. Nó không bị kiểu chua nó bị dày, mà đây chua nó khá là thanh, nó không bị khó chịu. Ngửi rất là giống Quýt Ayrton, những cái bạn cũ ngày xưa. Nhưng mà nếu như các bạn ngửi kỹ thì bạn nhận thấy được thêm một cái vai của một cái quả gì đó có phần hơi hơi ngọt ngọt ngọt. Và trong này thì cái vị chua nó ban đầu khi khoảng tầm 10 đến 15 phút ban đầu nó cực kỳ là rõ luôn. Và dry down về sau khoảng tầm nửa tiếng sau thì cái vị chua ở đây nó dịu xuống. Thì các bạn đã nhận thấy vẫn cái vai có phần như kiểu của dứa dùng những thứ. Thì nó kết hợp cùng một chút hơi kiểu ẩm, hơi kiểu nhằng nhặn của mình nghĩ trong này còn có patchouli và một chút gì đó kiểu hơi kiểu rêu sồi, những cái rêu mà mọc bám ở trên những cái cây ấy, ở trong rừng ấy, nó qua những cơn mưa ấy. Thì cái vai ở đây là như vậy, hay là các bạn có thể hình dung là một cái quả dứa mà các bạn cắt được cả cái vỏ, mà các bạn không cắt kỹ vỏ ấy. Thì cái vị chua này, cái vị thơm, cái mùi thơm của dứa cùng với vị chua ở chanh cùng với một chút kiểu của cái vỏ dứa nữa. Thì đây là một cái mùi hương như vậy. Ngửi ban đầu này nó rất là cuốn mũi. Sau khi cái vị chua nó dịu gần xuống ở trên da mình thì mình còn nhận thấy một chút kiểu ngọt hơi bột nhẹ một chút, kết hợp cùng với cái vị của rêu sồi của patchouli, nó mang đến một cái vai hơi kiểu ẩm, hơi kiểu ướt ướt một chút. Và nó vẫn là cái chủ đạo kiểu dứa và cái độ ngọt của dứa và một cái vị chua của chanh, nó vẫn là chủ đạo chứ không phải là thiên về vani như các thứ gì cả. Thì mình có đọc là ở trên nhiều người đã nhận xét là đây là một cái mùi hương vani rồi hoắc hương xong rồi mới đến citrus, nhưng mà với trên da mình thì đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng nó citrus cùng với hoắc hương và rêu sồi nhiều hơn. Còn cái độ ngọt của vani thì thực sự là mình không cảm thấy nhiều lắm. Và nếu như các bạn nào mà hay xịt những chai nước hoa đến từ vùng Trung Đông hay là đến từ đất nước như kiểu Dubai với các thứ, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng nhận thấy một cái nét chung của những nhà nước hoa này, khi mà những cái nốt hương như kiểu patchouli, hoắc hương ấy, hay là những cái nốt hương như kiểu rêu sồi thì thường họ sử dụng rất là mạnh mẽ ở trong mùi hương của tất cả những chai nước hoa mà họ làm, thì đây cũng không ngoại trừ. Nên là nếu như bạn nào đang kiểu không thích những cái nốt hương hay là không thích cái vibe đến từ nhà Dubai thì các bạn có thể cân nhắc kỹ về chai nước hoa này. Vậy thì với một cái mùi hương như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng ở độ tuổi nào, thời điểm nào và phong cách ra sao? Thì mình nghĩ rằng là đây là một chai nước hoa nó cũng khá là rẻ.
giá trên thị trường nó khoảng tầm dao động từ 1 đến 2 triệu. Ngày xưa thì có vẻ đắt hơn, nhưng mà bây giờ thì mình sau một thời gian cập nhật giá thì mình thấy rằng là nó chỉ dao động tầm 1 đến 2 triệu thôi. Nó khá là ok, nên là các bạn có thể sử dụng khoảng tầm, mình nghĩ là tầm từ 22 tuổi. Vì đây là một cái mùi hương nó khá là dày và nó có mang nét ở Trung Đông, nên là mình nghĩ là nếu như quá trẻ sử dụng mùi hương này có lẽ là nó sẽ hơi nồng nặc một chút. Còn nếu như các bạn tầm 22 tuổi, các bạn bắt đầu đi làm, thì đây là một cái mùi hương mình nghĩ rằng là các bạn có kinh tế chưa nhiều thì các bạn có thể mua mùi hương này. Và cái phong cách thì mình nghĩ rằng là mùi hương này thì với mình nó cũng có phần có nét giống với chai nước hoa Creed Aventus, nên là cái độ đa dụng của nó cũng khá là cao. Và đặc biệt là em nó thì có độ bán tỏa và độ bán tỏa khá là tốt, nên là các bạn có thể sử dụng được nhiều dịp hơn. Thậm chí là mình cũng xịt em này vào mùa đông và cũng được nhận lời khen khá là nhiều. Nên là về cái thời tiết, nên là anh em có thể sử dụng rất nhiều dịp khác nhau. Và về cái phong cách ăn mặc thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh em thích mặc gì thì mặc, về mặc sơ mi như này hay là mặc quần Âu, hay là các bạn mặc quần bò cùng với áo phông, các thứ các bạn đều xịt được mùi hương này. Một cái mùi hương mình nghĩ là nó rất là đa dụng. Cũng có rất nhiều bạn hỏi mình là với chai Dubai này và chai Creed Aventus này thì chúng ta lựa chọn chai nước hoa nào, liệu em đại bàng này có xứng đáng để thay thế Creed Aventus hay không. Thì thứ nhất về phần mùi hương thì Creed Aventus với mình nó vẫn có một cái điểm số về nhỉnh hơn khá nhiều, khi mà mùi hương được làm thanh thoát hơn và nó có một cái vai sang trọng riêng. Còn với đại bàng đen này thì nó vang đến một cái mùi hương dày hơn và cũng có phần giống, nhưng mà nó dày hơn và đặc biệt là nó bám tỏa tốt hơn, nên là cái mùi hương nó cũng không có sự thanh thoát, không có sự giống bằng Creed Aventus. Nó chỉ giống được một phần nào đó bởi cái nét chua chua ban đầu thôi. Còn nếu mà các bạn so về giá thì mình nghĩ rằng là đại bàng đen, nếu như các bạn không tinh mũi mà các bạn xịt ra ngoài đường ấy, thì các bạn sẽ rất là khó nhận biết được hai chai nước hoa này. Đặc biệt là em Creed Aventus thì nó có rất là nhiều phiên bản khác nhau, best code các thứ, nên là rất là đau đầu. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà lựa chọn phiên bản đen mà xịt ra đường vào mùa đông hoặc side by side hai mùi với nhau thì cũng rất là khó để có thể nhận biết được. Và các bạn có thể lựa chọn được chai nước hoa nào là chai nước hoa Creed Aventus, còn đâu là đại bàng đen. Và giá cả thì em này 1-2 triệu, ông này 5-6 triệu, mà hai cái giá nó quá là dễ để các bạn lựa chọn rồi. Đó là câu chuyện so sánh nó với Creed Aventus, hơi khập khiễng đúng không nhỉ? Còn nếu như em này một mình thì chúng ta có nên mua hay không? Thì mình nghĩ rằng là với những bạn học sinh, sinh viên hay là những bạn đi làm chưa đủ tài chính, hay đơn giản là bạn không muốn đầu tư quá nhiều cho nước hoa mà các bạn muốn một cái mùi hương nó có phần hơi giống với Creed Aventus, nó mang một cái nét gì đó suy chút chua chua như mình đã review, các bạn không thích cái vai quá là hóa học của Club The New Intense của nhà Amat, hay là các bạn không thích cái vai nó hơi nhiều ambition trong chai nước hoa Super Moxy Silver, thì các bạn có thể mua chai nước hoa này. Một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là cũng rất là đáng để thử, và có thể nói là trong tầm giá thì nó cũng rất là ok về độ bám tỏa cho đến mùi hương cho đến thời điểm sử dụng, nó rất là đa dụng và thiết kế cũng rất là đẹp nữa. Nếu như anh em bày lên chắc là anh em mọi người đang nhìn vào, người ta nghĩ tầm chai nước hoa tầm 5-6 triệu ấy. Đó, đấy là quan điểm cá nhân của mình. Và vừa rồi đó là review của mình về đại bàng đen, nếu như anh em nào đang quan tâm đến mùi hương của nhà nước hoa đến từ Dubai này. Và không biết là các bạn đã sở hữu chai nước hoa này chưa, thì hãy cùng bình luận bên dưới và đừng quên like, share, subscribe nếu như các bạn thấy video này hay, hay là thấy kênh của mình bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.